lật đật ia lật đật, lắc lư ia lắc lư, em ngồi ngay nào sao mà cứ lúc lắc thế. Lật đật ia lật đật, bé tất bật với những trò chơi, lò cò đánh áo nhảy dây, bé tất bật với những trò chơi. Thank you.
nữa rồi. Nhanh thiệt. Mới đây mà đã gần 60 nồi bánh trung thu rồi ha. Nhìn mấy đứa nhỏ đi chơi trung thu mà trong lòng nó vui sao á. Chơi trung thu kìa, hồn nhiên thiệt. Ước gì bây giờ á mình được trẻ lại để quay về với tuổi thơ, được đi chơi trung thu với mấy đứa nhỏ thì tốt biết mấy. Ai mua thuốc biến già thành trẻ, sâu thành đẹp không? Ai mua thuốc biến người già thành người trẻ, sâu thành người đẹp không? Ai mua thuốc biến già thành trẻ, sâu thành đẹp không? Ai mua thuốc biến già thành trẻ? Lại đây ngồi nhanh lên. Ông kia, hình như tôi mới nghe ông rao á, là ông có bán thuốc biến người già thành người trẻ phải không? Đúng rồi, ta chuyên bán thuốc biến già thành trẻ, xấu thành đẹp. Chắc chắn hiểu nghiệm. Chắc chắn hiểu nghiệm. Thuốc không có hóa chất, không để lại tác dụng phụ, và thích hợp cho người già và trẻ nhỏ. Uống vào là bảo đảm trẻ đẹp. Ông có chắc chắn không chứ hả? Ta đây đảm bảo cho cụ mà, cứ yên tâm. Ta vẫn chưa tin tưởng lắm đó mà. Không tin ta à? Đợi chút, có ngày. Tiểu cô nương, nè, lại đây. Chạy đâu mà dữ vậy? Không thấy mưa hả? Để ta thử cho bà coi. Ta sẽ biến cô gái xấu xí này trở thành một cô gái cực kỳ đẹp. Ủa, thấy có xấu gì đâu, đẹp mà. Chưa đủ xấu à? Vậy được chưa? Vậy mới xấu nè. Oh no. Không biết có hiệu nghiệm thiệt không ta? Hãy xem đây. Đây là thuốc thần, hãy mau ngậm đi, đúng 3 lần sẽ thấy được hiệu nghiệm. 3 lần hả? Xem đây. Biết. Rồi hoàng tử ơi, để thiếp đến thử hài. Ủa sao giống chuyện cám cám dữ ta? Bà đã tin ta chưa? Tin. Thuốc đâu? Thuốc. Già rồi mà còn sống vội vã vậy. Ta kêu ngậm 3 phát thôi, ngậm chi mà nhiều, tốn thuốc ta. Ta biến lại. Biến. Ủa, ta diễn lại rồi nè. Đương nhiên. Công nhận thuốc của ông hiệu nghiệm thiệt. Không phải đâu bà cụ, đó chỉ là kẹo, không phải thuốc thần đâu. Ủa, con bé này, sao đi thử hài nhanh vậy? Làm sao mà thử hài được? Đó là chị Hằng ở trên cung trăng kia kìa. Chị Hằng hả? Chị Hằng thiệt đúng không? Ủa, còn ông là ai? Ta là chú Cụi dễ thương,
À, hi hi. À, chú Cụi hả? Ừ. Lúc nãy ta và chú Cụi có đi ngang nơi đây, nghe được ước mơ của bà muốn trở về tuổi thơ, nên ta và chú Cụi tìm cách giúp bà thực hiện ước mơ đó. Yeah, vậy là ước mơ của ta đã trở thành hiện thực rồi. Yeah. Đúng như vậy. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi. Đi chơi trung thu. Giấc mơ thôi sao? Mình không được chỉ là ai hả? Trời ơi, bạn ơi nữa rồi. Khổ thân già. Trời ơi. Trời ơi, đi nhanh chân lên coi. Đi gì mà chậm rì à? Còn chậm hơn con rùa nữa. Đi nhanh lên. Ông mà trễ hẹn á với thằng Bồm là tụi bay chết với ông đó. Dạ. Đi nhanh lên. Ừ.
Ông có sao không? Hai bay muốn hại ông hay gì? Trời ơi, đi gì mà nhanh dữ vậy? Như ăn cướp vậy. Ba hồi chậm, ba hồi nhanh, biết đâu mà lần. Nè, đừng có tưởng nó nhỏ ra ông không nghe nha. Ông nghe hết đó. Đừng có cãi. Suốt ngày cãi, ông quýnh tới bây giờ. Mà ông ơi, con thấy cái mặt mo của thằng Bờm á, nó có gì đâu đẹp mà sao ông mê dữ vậy? Đúng rồi đó ông. Ờ, không những cái quạt mo xấu mà thằng Bờm nó có đẹp gì đâu. Bây giờ hai đứa nhìn lại mình đi. Con tên gì? Con tên là Phạm Thị Bé Đẹp. Con trai mà là Phạm Thị Bé Đẹp. Mà lót là chú Thị nữa chứ. Chị nổi không? Mà con tên gì? Con tên là Hồ Thị Quỳnh Hương Uyên Ương Hồ Điệp Mộng. Hai cái tên mà gộp lại hả là đẹp như hoa. Trời ơi, đẹp như hoa đâu không thấy. Mà ông nhìn hai đứa con là ông muốn ói rồi đó. Ở đó mà đẹp như hoa. Thôi đi nhanh đi, sắp trễ giờ rồi nè. Nhanh lên đi, ông còn lấy cây quạt của thằng Bơm nữa. Bớt nóng, trời, bớt nóng. Làm gì hói. Con trả chiêu. Hồ Thị Quỳnh Hương Quyên Ương Hồ Điệp Mộng. Dạ các con, ông kêu con có gì không? Ông đọc cái tên mà ông méo cái mỏ luôn vậy. Đưa sữa cho ông. Dạ đây. Ui trời, giỡn với hai đứa này hả? Đi nhanh lên coi trời. Nhanh. Giỡn gì hay gì á? Mệt, hai đứa này dễ sợ. Rồi, tới điểm hẹn rồi ông ơi, con mời ông xuống. Ông ơi. Ông ơi. Hả? Trời hả? Ơi. Cái gì vậy? Sáng còn ngủ nữa dậy đi. Cái gì? Chuyện gì? Chết rồi. Chuyện gì? Hả? Ông đâu mất tiêu rồi kìa. Hôm qua tao buồn, tao mệt, tao ngủ xí làm ghê vậy. Ông đâu mất tiêu rồi. Hả? Có khi nào ông bị bắt cóc không? Hả? Cái gì? Bắt cóc hả? Bắt cóc. Bắt cóc là lấy mổ nội tạng đúng không? Bị mổ nội tạng đúng rồi. Ông ơi, bình thường ông ác với con lắm, nhưng mà con thương ông. Ông đâu rồi ông ơi? Tại mày đúng không? Tại mày đứng trước mày không chịu cắt ông chi. Ông không phải vừa thôi, tôi đi trước thôi, tôi thấy ông đi sao mới thấy được chứ. Ủa mắc cười quá, tao buồn ngủ không được ngủ hay gì? Ủa, tại mày không á, tại mày mà ông bị mất tích rồi đó, mày chịu đi. Mắc cười mày ghê quá. Tao mắc cười ghê quá. Thôi mày tìm ông đi. Ông ở đây nè. Ông tới rồi đây. Ủa ông? Ủa, trời ông ơi. Ủa, ở đâu sao vậy ông? Trời ơi, sao nhìn người ông tàn tạ quá vậy? Nhìn người ông tàn tạ quá à. Ai? Đã bắt cóc ông? Con đập thằng đó cho. Đúng rồi đó ông. Thằng nào đánh ông? Làm vậy nè. Thì ra là vậy. Hai đứa bay giỏi lắm. Cái ông hay lắm. Hay lắm. Giỏi lắm. Ủa ông, giỏi có được thưởng không ông? Có chứ sao không. Không, con cũng muốn được thưởng. Lại đây. Dạ. Quay lại. Không xuống. Ông thưởng nha. Trời ơi, sao mát dữ ông? Tao muốn chết luôn vậy. Vậy mới vừa hai đứa bay chứ. Mà giờ thằng Bơm nó tới chưa? Dạ, thằng Bơm chưa tới nữa ông. Sao kỳ cục vậy? Nó hẹn là đúng giờ ngọ nó tới mà. Sao nó chưa tới nữa? Chắc nó sợ ông á ông. Nó không chịu ra đâu. Ai nói Bơm sợ? Bơm tới rồi đây. Ơi, ông ơi. Bơm tới ông ơi. Ông ơi, đợi con, đợi con. Cuối cùng cũng chịu tới rồi à. Không lẽ không tới. Cuộc giao dịch xin được phép bắt đầu. Ông ơi, có sao không? Không sao. Music. Listen up, yo. Cuộc giao dịch xin được phép bắt đầu. Thằng
quạt mo, phó ông xin đổi ba bò chín châu. Bơm răng bơm chẳng lấy châu, phú ông xin đổi ao sâu cá mè. Bơm răng bơm chẳng lấy mè, phú ông xin đổi một bè gỗ lim. Bơm răng bơm chẳng lấy lim, phú ông xin đổi con chim đòi mồi. Bơm răng bơm chẳng lấy mồi, phú ông xin đổi nắm soi bơm cười. Bơm thích xôi. Trời, dễ ẹt. Xôi. 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 Xôi đâu? Xôi đâu? À xôi xôi kìa. Trời ơi. Ây da. Bé đẹp ơi là bé đẹp. Mày hại ông rồi. Tiêu rồi. Lỡ thôi mà. Vậy không có xôi hả? Vậy thôi Bơm về. Ê, 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 ê. Đứng lại. Phải muốn về là về đâu. Tính cướp quà của Bơm hả? Đúng. Đổi không được thì ông cướp. Người đâu? Cướp cái quà của Bơm cho ta. Hey, cướp quà của Bơm. Cướp quà của Bơm nè. Trời, hôm nay nó xui. Nó chống mặt gì đâu. Xẻo. Đúng là lũ ăn hại mà. Bây giờ chỉ còn mình ta. Ông sẽ cướp quà của mày. Ta là tù trưởng của bộ lạc Hờ Móng ở trên núi. Ta vô tình đi ngang nơi đây, thấy hai người chuẩn bị sạp lá cà, nên ta thôi tù già cho hai người thôi. Vậy bây giờ bắt đầu được chưa? Được rồi. Bắt đầu. Cái gì vậy? Sao không nhúc nhích được cái gì hết vậy? Bơm, phải mày làm phép đúng không? Không, bà không có làm phép. Làm sao mà nhục nhích được? Ta mà đà ra tay thì không ai nhục dịch cư đồng đầy được đâu. Ông là ai mà sao ông phải đánh tôi? Ta chính là ông Bụt đây. Trời ơi, ông Bụt trong truyền thuyết người ta đẹp muốn chết. Ông ở ngoài sông quốc. Kệ ta đi, ta sầu mà tôi có người thương. Còn cái quạt này, nó chỉ có hiệu nghiệm cho những người tột bụng hiền lành giống như Bơm thôi. Cho ta ăn à. Con ngươi là kẻ ác độc. Cây quạt về tay ngươi cũng không có tác dụng gì đâu. Ta khuyên ngươi hay về tu tâm lại, giúp đỡ dân làng, giúp đỡ những người nghèo, như vậy sẽ kết hơn. Thôi, tới đi về nuôi đây. Đứng lại, ê đứng lại. Ông Bột, để con nữa.